Thời gian qua, tình hình cấp điện đang căng thẳng, xuất hiện cắt điện cục bộ ở nhiều tỉnh thành. Nguyên nhân của tình thế thiếu điện, mất điện được các nhà điều hành điện giải thích là do El Nino gia tăng khiến nhu cầu sử dụng điện cao, trong khi các hồ thủy điện thiếu nước, cạn trơ đáy và đang ở mực nước chết. Điều này đã khiến cho người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, đã trở nên lao đao vì nỗi lo mất điện, sinh hoạt đảo lộn, sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, ngưng trệ. Chính vì thế, đứng trước tình hình chung, nhiều người dân doanh nghiệp đã chủ động tiết kiệm điện theo lời kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ. Xã Lông Tóc nằm trên đường Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có thể thấy điện được trang hoàng rực rỡ nhiều loại. Theo anh Phạm Duy Anh, chủ tiệm, đây cũng là một hình thức để làm nổi bật salon, thu hút khách hàng. Tuy nhiên, từ khi biết tình trạng thiếu điện diễn ra trên diện rộng, cùng với việc điện tăng giá trong thời gian qua, anh đã tiết giảm toàn bộ thiết bị điện của cửa hàng. Mình nghĩ là mình sẽ kiểu như là trong thời gian mà ban ngày chẳng hạn, mình có thể cắt giảm bớt đèn một chút. Tại vì cái lượng đèn ở trong salon của mình là rất là nhiều. Để mà đủ ánh sáng để mà phục vụ cho việc làm tóc cho khách thì cần một lượng ánh sáng rất là lớn. Một ngày có thể phải đến khoảng nhiều số điện chỉ riêng cho đèn phát sáng ở trong nhà thôi, chưa kể đến điều hòa các thứ nữa. Thế nên là mình nghĩ mình sẽ cắt giảm. Đang trong mùa cao điểm, để đảm bảo hệ thống điện an toàn và ổn định nhất, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã đề nghị các đơn vị chiếu sáng thực hiện tiết giảm tối thiểu 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng. Trên các tuyến phố của thủ đô, hàng loạt trụ quảng cáo, đèn điện được chủ động tắt hoặc giảm để tiết kiệm điện. Còn theo thống kê của Bộ Công Thương, tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp chiếm tới hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng. Chính vì thế, những biện pháp sáng kiến tiết kiệm điện cũng được các doanh nghiệp chủ động áp dụng. Những công nghệ mới ít tiêu hao năng lượng trong các công đoạn sản xuất. Máy vào cái giờ điểm chạy và dừng vào giờ cao điểm, hoặc là sử dụng những hệ thống biến tần tiết kiệm điện để làm sao nó phù hợp với cái tình hình sản xuất. Khi dùng điều hòa thì mình sẽ dùng cái ở cái nhiệt độ là khuyến cáo của bên điện lực là dùng ở nhiệt độ 26 độ C. Khi hết giờ làm việc thì phải tắt hết đèn, tắt điều hòa. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn sử dụng công nghệ mới, những máy móc, những thiết bị hiện đại được lắp đặt các máy biến tần nhằm giảm tiêu thụ điện năng, vừa tiết kiệm chi phí, đồng thời các công xưởng luân phiên sản xuất tránh căng thẳng về điện trong giờ cao điểm. Mục tiêu của chúng tôi là chúng tôi sẽ tiết kiệm bằng 3 mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là chúng tôi sẽ thay thế những thiết bị hiện đại để tránh tiêu hao điện năng. Mục tiêu tiếp theo là qua quá trình hoạt động vận hành nhà máy, chúng tôi sẽ điều phối cái giờ hoạt động của nhà máy phù hợp. Mục tiêu thứ ba là có quy định, quy trình, quy phạm trước và sau khi vận hành, tắt những cái thiết bị không cần thiết để giảm thiểu các việc tiêu hao điện năng. Với tinh thần đấy thì rõ ràng là chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái sơ đồ điện làm theo hướng là nhanh hơn, hoàn thiện hơn và nó tăng cái chất thị trường cho hoạt động của điện. Và ngành điện cần phải thu hẹp sản xuất để tập trung vào đảm bảo những cái nguồn năng lượng cơ bản, nguồn điện cơ bản đó, cộng với nặng về vấn đề về phân phối và đặc biệt là tăng đầu tư truyền tải, tránh được các nghịch lý hiện nay, đó là giá điện thì tăng trong và ngành điện thì kêu thiếu điện, trong khi điện xã hội hóa thì không bán được. Trong chỉ thị ngày 8 tháng 6 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ ra thực trạng nguồn điện hiện nay và những năm tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong khi nhu cầu điện tăng cao. Điều này cho thấy việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp cấp bách để ổn định an ninh năng lượng.